Không có gì hết đâu, không làm được thì ra bớt đi. Cứ thỏa đi, đừng có làm nữa. Bắt tay con dựa vô, con dựa vô đây rồi bắt thả luôn trong. Để nó từ từ. Tới chưa? Thằng Hoang đứng đây. Tới chưa? Chưa tới đâu. Nhiễm sao lắm. Có để lục y đó. Không có gì phải không? Gần tới rồi. Bình tĩnh. Quay về bên đây đi. Từ từ. Ôi mày ơi. Ôi giữ trong đứng. Còn thằng cô em đó. Đây cầu của em lại cái tháng ấy. Bằng em lên đường cho uống nước. Có nước không? Dạ có. Không đường cái cầu. Em bạn cô đi thắt. Hả? Chạy ra không? Chạy dân chạy không thay. Không chạy được đâu. Cái nước là giỏ. Cái này nhỏ mới đúc tấm đanh này. Đúng rồi. Là nguy hiểm nó này. Con đứng cho hỏi ra đi dưới con cọc riêng mình em cái em trước được không? Mày được. Cho thiệt bình tĩnh nha, đừng có ấy rồi rớt lại nghe. Rớt lại cái dầu xương á. Em có giỡn một vòng dây qua người đấy. Cái dây đưa con rút cái dây qua đây nè. Im để nó nói cái gì đó. Rồi trên này nghe. Thả. Rồi từ từ đó. Phải nhiều đi. Thả nhiều để nó vòng. Hồi nãy không kiếm kia. Được má không, có cái giống gì hả? Lâu vỏ bụi thả nó vô cột rồi chắc cuốn nhất cho nó hồn nó làm lôi lên thôi. Kiểu bị kịp quấn dây cối kỹ em nghe thắng ơi ông kia không qua ông mua cái gì mình còn không luôn đừng có chú đừng có bui lại rất cái xương lắm chứ mà tao mới có tay à ra đây rồi vậy không cháy đâu nhưng mà có điều là mình nhờ ông Phúc ổng lắp bớt rồi đó lắp bớt sao lắm không hồi xưa giờ lắp rồi lắp chứ không bỏ, trước cái hiến thì sao lắm bỏ cay bỏ đồ với ra để không đồ đanh đồ điếc đi ta đủ mẹ đi bò tao rồi mất cái ở dùng xuống cửa bay cọc xuống ngọn tay đây 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 phụng dây vô trong đĩa luôn phụng dây kéo đây cứ từ từ lên lâu cái thắng đã mướp mình liền đó bà mày có được cái xiếc phụng em cái thắng này coi để ý xiếc phụng em nghe đã mướp mình liền đó cái thằng liên cho cái lần cái chi liên với lần mà mới qua đấy mà thằng mấy cái thằng thôi đi đi ra hết khu này ẩm ra.